Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay thứ sáu ngày 2 tháng 2, chúng tôi chuyển tới quý vị những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người chiến sĩ cộng sản kiên cường mẫu mực, nhà lãnh đạo tiền bối của phong trào công nhân và cách mạng Việt Nam. Tọa đàm khoa học với chủ đề Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam. Ủy ban nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ tháng 1 đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1 và công tác chuẩn bị tổ chức Tết Nguyên đán. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người chiến sĩ cộng sản kiên cường mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo tiền bối của phong trào công nhân và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Thái Bình. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên thường trực Ban Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và tỉnh Thái Bình. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng dự buổi lễ. Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình trình bày, ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Sinh ra và lớn lên trên quê hương có nhiều truyền thống quý báu, được nuôi dưỡng trong một gia đình nhà nho yêu nước thương dân, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã sớm hình thành khí chí bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc sống. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí luôn gắn liền với những dấu mốc lịch sử quan trọng của cách mạng. Tháng 9 năm 1927, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tham dự khóa huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, được tiếp xúc với tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về con đường cách mạng Việt Nam, con đường giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. Đây là bước ngoặt quyết định trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Đức Cảnh. Trở về nước, tháng 2 năm 1928, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được cử vào Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ, trực tiếp làm bí thư tỉnh bộ Hải Phòng. Tháng 3 năm 1929, tại số nhà 5D phố Hàm Long, Hà Nội, đồng chí và một số hội viên ưu tú trong Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ đã thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Ngày 17 tháng 6 năm 1929, tại số nhà 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội, đại biểu Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ họp đại hội quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, thông qua tuyên ngôn điều lệ của Đảng và xuất bản báo Búa Liềm, cơ quan ngôn luận của Đảng. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đông Dương Cộng sản Đảng. Ngày 28 tháng 7 năm 1929, tại số nhà 15 Phú Hàng Nón, Hà Nội, đồng chí đã triệu tập Đại hội đại biểu công nhân Bắc Kỳ. Đại hội đã quyết định thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, xuất bản báo Lao động và tạp chí Công hội Đỏ làm cơ quan tuyên truyền của Công hội. Sự ra đời của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ cùng với những kinh nghiệm thành lập của tổ chức này là cơ sở quan trọng cho sự ra đời của tổ chức công hội ở các địa phương trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trở thành một trong những nhà lãnh đạo tiên phong của phong trào công nhân Việt Nam, một trong những người sáng lập ra Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày nay. Đầu năm 1930, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đại diện cho Đông Dương Cộng sản Đảng tham dự hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Sự kiện tham dự hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ phản ánh kết quả hoạt động tích cực trong phong trào công nhân mà còn khẳng định đóng góp có ý nghĩa to lớn của đồng chí trong tiến trình vận động thành lập Đảng, là một trong những thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. Tháng 5 năm 1930, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được cử làm Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ. Đồng chí đã có những đóng góp to lớn trong việc lãnh đạo xây dựng phát triển tổ chức cơ sở Đảng ở Bắc Kỳ nói chung và trong công nhân vùng Đông Bắc nói riêng, đồng thời tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc cho bản luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo. Cuối tháng 4 năm 1931, trên đường về cơ sở, đồng chí bị kẻ thù bắt tại làng Yên Dũng Hạ, nay là phường Hưng Thủy, thành phố Vinh, sau đó bị giải về nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. 5 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 1932, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh hiên ngang bước lên máy chém tại pháp trường bên bờ sông Lấp trước cửa nhà lao Hải Phòng. Cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời, đồng chí vẫn giữ khí tiết của người chiến sĩ cộng sản, giữ trọn lòng thủy chung sắt son với Đảng, với dân tộc, vẫn vững niềm tin tuyệt đối vào tương lai tất thắng của cách mạng. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng của tinh thần yêu nước và giác ngộ chủ nghĩa cộng sản, về ý chí và tinh thần học tập rèn luyện không mệt mỏi, cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
dưới sự lãnh đạo của Đảng, noi theo những người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trong đó có đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. 88 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Hiện nay, tỉnh Thái Bình đang dồn sức tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 với những hành động thiết thực để đạt được mục tiêu tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững, tạo nền tảng để xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp công nghiệp theo hướng hiện đại. Chiều nay, Thành ủy Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Các đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Phạm Đình Đảng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đồng chủ trì buổi tọa đàm. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban của Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Bình. Tọa đàm khoa học nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một diễn đàn để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến xuất sắc của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh cho cách mạng, cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh không chỉ là tấm gương lớn về lòng yêu nước nồng nàn, sự lăn lộn, đắm mình trong phong trào cộng sản, phong trào công nhân, về đạo đức trong sáng, tinh thần trung kiên của người cộng sản chân chính, mà còn được lịch sử ghi nhận bởi những cống hiến to lớn cả về lý luận lẫn thực tiễn đối với công tác công vận và hoạt động công đoàn. Nguyễn Đức Cảnh là người sáng lập ra tổ chức Công hội Đỏ Bắc Kỳ, từ thực tiễn phong trào công nhân đã viết lên thành lý luận và từ đó thì đã giúp cho các công đoàn có những cái định hướng để triển khai những hoạt động trong công tác công vận. Đồng chí cũng đã góp những cái ý kiến và những kinh nghiệm trong cái hoạt động của Đảng ta từ những cái giai đoạn ban đầu. Không chỉ sáng lập ra tổ chức Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những người đầu tiên đưa lý luận về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Cách mạng Thế giới vào phong trào công nhân và công đoàn ở nước ta, biến những lý luận ấy thành hiện thực. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh thuộc về lớp người đầu tiên thực hiện cái chủ trương vô sản hóa, do gắn bó với công nhân, gắn bó với quần chúng lao động, thấu hiểu tình cảnh sống của họ, cho nên đã đi theo suốt cả cái cuộc đời để mà đấu tranh cách mạng vì giải phóng giai cấp và dân tộc. Tài liệu vô giá mà Nguyễn Đức Cảnh để lại, tận dụng thời gian để viết trước khi lên máy chém ấy, là Công nhân vận động. Đây có thể coi là những trang sử đầu tiên đặt nền móng cho cái tư tưởng lý luận về giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Làm cách mạng là quy luật tất yếu để đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, xóa bỏ mọi áp bức bất công. Nhận thức mang tầm vóc tiền phong ấy đã thổi luồng gió mới vào phong trào công nhân Việt Nam những năm cuối thập niên 20, thế kỷ 20, biến những nhận thức tự phát thành hành động tự giác. Nhân cách cộng sản trung kiên toát lên qua cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh còn để lại những bài học quý giá cho hôm nay, nhất là trong công tác giáo dục lý tưởng, rèn luyện đạo đức và lối sống trong công nhân và hoạt động công đoàn. Đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư mà Nguyễn Ái Quốc đã tổng kết trong Đường Cách mệnh từ 1955-1957 đấy, và đến thế hệ như Nguyễn Đức Cảnh đấy, có thể thể hiện rất rõ rệt trong cuộc đời của mình: lạc quan, tin tưởng vào tương lai đấy, rồi là giản dị, khiêm tốn, gần gũi với công nhân, hết lòng thương yêu đồng chí của mình. Bài học khiêm tốn của Nguyễn Đức Cảnh này cũng là một cái sự kiện rất là cảm động trong cái đời sống của những người thế hệ cách mạng lúc bây giờ mà bây giờ chúng ta phải nói theo. Tư tưởng, những cái định hướng, những hoạt động mà đồng chí đã để lại thì hết sức lớn lao. Trong cái giai đoạn này thì Tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục phải phát huy những cái tư tưởng, những cái giá trị to lớn, những cái kinh nghiệm và những cái định hướng rất lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh để sao cho xây dựng Tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh. Học tập lý tưởng và đạo đức của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sẽ giúp lớp thế hệ những người cộng sản hôm nay và nhân dân lao động nêu cao ý thức dân chủ, rèn luyện tu dưỡng để củng cố niềm tin của dân với Đảng đối với Tổ chức Công đoàn trong hành trình xây dựng thành phố và đất nước.
Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại khu lưu niệm đồng chí ở xã An Đồng, huyện An Dương. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng và đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã dâng hương tưởng nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những nhà lãnh đạo tiên phong của phong trào công nhân Việt Nam, một trong những người sáng lập ra Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày nay. Đồng chí là người cộng sản kiên cường, lãnh tụ của giai cấp công nhân Việt Nam, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là dịp để các cấp công đoàn giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, về Đảng quang vinh, về tổ chức công đoàn Việt Nam. Tri ân công lao to lớn của đồng chí, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đang dồn sức tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội 12 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 với những hành động thiết thực. Nguyện dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, luôn xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước, gương mẫu học tập, noi gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, trung thành với lý tưởng của Đảng, kiên trì đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại. Chiều tối nay tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị gặp gỡ tiếp xúc doanh nghiệp Xuân Mậu Tuất 2018. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và hơn 400 doanh nghiệp tiêu biểu trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp trước thềm đón Xuân Mậu Tuất 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng khẳng định, thành phố Hải Phòng với những kết quả và thành tích trong năm 2017 có sự đóng góp rất to lớn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Thu nội địa của thành phố đạt gần 22.000 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp đóng góp gần 16.000 tỷ đồng. Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã đứng đầu về đóng góp cho ngân sách thành phố, chiếm tới 40%. Khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng quy mô đến từ 36 quốc gia với tổng vốn đầu tư trên 14,5 tỷ đô la Mỹ. Điều đáng chú ý là có gần 700 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 1 tỷ đồng một năm trở lên, trong đó có 4 doanh nghiệp nộp ngân sách trên 500 tỷ đồng và 9 doanh nghiệp nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất cả nước, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chia sẻ, Hải Phòng chưa có nhiều doanh nghiệp thương hiệu tầm cỡ quốc gia. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đang nỗ lực lãnh đạo và điều hành giải quyết mọi vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, coi phát triển doanh nghiệp là then chốt trong phát triển kinh tế xã hội. Hải Phòng đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chân thành cảm ơn và chúc cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố một năm mới thành công và thịnh vượng. Tại hội nghị, 100 doanh nghiệp tiêu biểu trong và ngoài nước được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố vì những thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố Hải Phòng trong năm 2017. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ tháng 1 kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2018 và tình hình kinh tế xã hội tháng 1, công tác chuẩn bị tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất, bàn bổ khuyết nhiệm vụ tháng 2 và những tháng tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Trong tháng 1, thành phố đã chủ động quyết liệt chỉ đạo các sở ngành địa phương đơn vị triển khai các nghị quyết của Trung ương và thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018, tạo khí thế động lực ngay từ những ngày đầu năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao. Đáng chú ý, thu ngân sách nội địa thành phố tháng 1 đạt hơn 1.930 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Công tác trang trí đường phố, đèn chiếu sáng, chuẩn bị cho nhân dân vui Tết đón xuân được các cấp ngành địa phương tích cực thực hiện, triển khai mạnh mẽ việc nâng cấp, cải tạo ngõ ngách xuống cấp, lắp đặt điện chiếu sáng ngõ phố theo chủ trương của thành phố, tổ chức chợ hoa xuân ở các quận huyện phục vụ nhân dân. Thành phố tiếp tục quan tâm chăm lo, hỗ trợ người có công, quà Tết tặng đối tượng chính sách với mức hỗ trợ tăng cao so với cùng kỳ. Tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm. Công tác thông tin truyền thông, cầu truyền hình, cầu phát thanh trực tiếp đêm giao thừa và các chương trình phục vụ Tết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đã chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khán thính giả. Giao thừa năm nay, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm: Hồ Tam Bạc, Hồ An Biên và khu công nghiệp V-Ship, huyện Thủy Nguyên.
Ngoài ra, toàn thành phố còn có 11 điểm bắn pháo hoa khác tại các quận huyện. Tất cả kinh phí bắn pháo hoa của thành phố và các quận huyện đều được huy động xã hội hóa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu trong tháng 2, các cấp ngành tập trung cao cho công tác thu ngân sách, đặc biệt là thu phí cảng biển, thu từ khoáng sản, đất và hộ kinh doanh, chuẩn bị kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, quà Tết tặng các gia đình chính sách, tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường chống rét cho mạ, gia súc, gia cầm, đảm bảo phục vụ cho Tết trồng cây, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ trước, trong và sau Tết, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Tối qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình kiểm tra công tác chiếu sáng, trang trí, tổ chức hội chợ xuân trên địa bàn các quận Hồng Bàng và Ngô Quyền. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình kiểm tra thực địa việc tổ chức chiếu sáng, trang trí giải trung tâm thành phố, tuyến phố Lê Hồng Phong, một số tuyến phố trung tâm, hội chợ xuân quận Hồng Bàng tại công viên Rồng Biển, hội chợ xuân quận Ngô Quyền trên đường Lê Hồng Phong. Qua kiểm tra, đồng chí đánh giá cao Sở Xây dựng quận Hồng Bàng, quận Ngô Quyền và các đơn vị chức năng đã chủ động triển khai công tác trang trí, tạo không khí tưng bừng, rực rỡ sắc màu trên các tuyến phố vào buổi tối. Công tác xã hội hóa trang trí chiếu sáng bước đầu được nhiều cơ quan đơn vị hưởng ứng. Đồng chí lưu ý, một số tuyến phố trang trí đèn màu chưa hài hòa với không gian chung, nhiều cụm đèn trang trí không sáng cần sớm được khắc phục. Yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị chức năng ra soát lại toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng an toàn theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Yêu cầu quận Hồng Bàng triển khai công tác trang trí chiếu sáng vệ sinh môi trường giải trung tâm thành phố, bảo đảm sạch đẹp. Tính đến phương án đậu đỗ xe ô tô, mô tô, chống ùn tắc giao thông, tạo thuận tiện cho người dân ngắm cảnh vui xuân trong dịp Tết. Sở Xây dựng ra soát lại toàn bộ hệ thống chiếu sáng công trình kiến trúc, công sở, bảo đảm mỹ thuật hài hòa, tiếp tục vận động cơ quan doanh nghiệp hưởng ứng xã hội hóa chiếu sáng, trang trí, làm đẹp cho đô thị Hải Phòng trong dịp Tết đến xuân về. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, tới dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ quận Hồng Bàng nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng. Trong dịp này, Đảng bộ quận Hồng Bàng có 136 đảng viên được Thành ủy Hải Phòng trao và tặng huy hiệu từ 30 năm đến 70 năm tuổi đảng. Đây là những đảng viên tiêu biểu xuất sắc, tham gia tích cực phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lễ trao tặng huy hiệu là dịp để Đảng bộ quận ghi nhận biểu dương những cống hiến của các đồng chí đảng viên, qua đó tạo động lực để các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đóng góp trí tuệ công sức xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Hội đồng thi tuyển xét tuyển công chức thành phố Hải Phòng thông báo tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2016, cụ thể như sau. Thời gian, địa điểm tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính. Thời gian thi trắc nghiệm trên máy tính 4 ngày. Thứ ba, ngày mùng 6 tháng 2 năm 2018 đến hết ngày mùng 9 tháng 2 năm 2018. Thứ sáu, đối với hai môn thi kiến thức chung và ngoại ngữ. Địa điểm thi trắc nghiệm trên máy tính, Trung tâm Hội nghị thành phố số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Khai mạc từ 8 giờ ngày mùng 6 tháng 2 năm 2018. Thứ ba, tại Trung tâm Hội nghị thành phố. Tất cả các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2016 có mặt trước 7 giờ 30 phút ngày 6 tháng 2 năm 2018 dự lễ khai mạc để nghe phổ biến các vấn đề liên quan đến thi tuyển, làm thủ tục và thực hiện thi sau khai mạc. Danh sách thí sinh theo số báo danh, thời gian thi, ca thi cụ thể của từng thí sinh sẽ được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố và cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ trước 3 ngày kể từ ngày 2 tháng 2 năm 2018. Để thí sinh biết thực hiện. Đề nghị thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2016 đến Sở Nội vụ, địa chỉ số 12 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng để nhận thẻ dự thi công chức năm 2016 từ ngày mùng 2 tháng 2 đến hết ngày mùng 5 tháng 2 năm 2018. Lưu ý, các tài liệu liên quan đến kỳ thi tuyển xét tuyển đã được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ. Trong quá trình triển khai kế hoạch thi tuyển, xét tuyển công chức theo biên chế năm 2016, thí sinh truy cập vào địa chỉ haiphong.gov.vn/sở-nội-vụ. Khi tham gia thi tuyển xét tuyển công chức năm 2016, thí sinh phải mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh hoặc thẻ căn cước, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu và thẻ dự thi. Thông báo này thay giấy triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi. Trong phần tiếp theo của chương trình, chung cư N2 Lê Lợi đã hoàn thành, đón người dân về ăn Tết trong không khí phấn khởi đầm ấm.
các địa phương khởi công cải tạo nâng cấp nhiều tuyến ngõ xuống cấp khu vực nội thành, góp phần chỉnh trang đô thị và bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện đúng cam kết với thành phố, với sự nỗ lực của Sở Xây dựng, chính quyền địa phương và công ty cổ phần tập đoàn tài chính Hoàng Huy, chung cư N2 Lê Lợi đã chính thức hoàn thành. Như vậy, trong dịp Tết Nguyên đán, thành phố đã hoàn thành xây dựng 3 chung cư. Cùng với đó là hàng trăm người dân được trở về đón Tết trong những căn nhà mới, khang trang và hiện đại. Các chung cư cũ U1, U3 Lê Lợi trước đây đã được hoàn thành xây dựng lại thành hai tòa nhà N1 và N2 với tổng số 126 căn hộ khép kín, mỗi căn rộng từ 38 đến 46 mét vuông, có từ 1 đến 2 phòng ngủ, diện tích phù hợp. Nhà U2 cũ sau khi phá dỡ được cải tạo thành nơi trồng cây xanh, sân chơi cảnh quan, bảo đảm quy chuẩn của kiến trúc hiện đại, đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị, tạo quỹ nhà ở mới có điều kiện sống tốt hơn cho nhân dân thành phố. Tầng 1 của chung cư mới được bố trí là khu dịch vụ công cộng, nhà để xe cho các hộ dân, khu kinh doanh, dịch vụ phục vụ nhu cầu của các hộ tại khu nhà. Như vậy, thành phố đã có thêm 3 chung cư mới là U19 Lam Sơn, N1, N2 Lê Lợi. Và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm nay, hàng trăm hộ dân sẽ được đón Tết trong căn hộ khang trang, đẹp đẽ. Thời điểm này, tại chung cư Lê Lợi, các hộ đang tất bật dọn đồ đạc về nơi ở mới trong niềm hân hoan phấn khởi. Việc hoàn thành đưa vào sử dụng các chung cư mới trước Tết Nguyên đán thể hiện tính nhân văn sâu sắc, thực hiện đúng tiến độ đã cam kết với người dân, hiện thực hóa chủ trương lớn của thành phố về phát triển nhà ở xã hội, cải thiện điều kiện sống của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại và bền vững. Hôm nay, một số tổ dân phố trên địa bàn quận Ngô Quyền đã khởi công cải tạo nâng cấp ngõ theo chủ trương hỗ trợ xi măng của thành phố. Với khối lượng công việc lớn, thời gian ngắn nhưng được sự đồng thuận của người dân, quận Ngô Quyền dự kiến hoàn thành cải tạo 20 ngõ trước Tết Nguyên đán. Ngõ số 34/313 Đà Nẵng, phường Cầu Tre vốn thường xuyên bị ngập lụt khi có mưa lớn, đã khởi công cải tạo nâng cấp ngõ trong sự phấn khởi của nhân dân. Chủ trương hỗ trợ xi măng của thành phố đã góp phần tạo nên sự đồng thuận cao trong nhân dân. Chỉ trong thời gian ngắn, các hộ trong ngõ đã thống nhất mức đóng góp cùng với sự hỗ trợ của địa phương và quyết tâm cao của đơn vị thi công. Tuyến ngõ sẽ sớm được cải tạo nâng cấp, giải quyết tình trạng ngập lụt lâu nay. Thực hiện cái chủ trương của thành phố thì đã tạo ra cái động lực người dân rất tán thành ủng hộ. Ngõ 163/161 Phương Lưu, phường Vạn Mỹ cũng là một trong những nơi hệ thống thoát nước bị xuống cấp nghiêm trọng. Hôm nay, ngõ cũng được khởi công cải tạo trong niềm vui của người dân. Để thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội, quận Ngô Quyền chỉ đạo các địa phương ra soát và báo cáo các ngõ cần cải tạo nâng cấp, các phòng chức năng lập phương án hướng dẫn kỹ thuật. Trên địa bàn quận Ngô Quyền sẽ triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2018 thì khoảng 105 ngõ. Trước Tết Nguyên đán sẽ tập trung triển khai cải tạo nâng cấp khoảng 20 ngõ. Đối với điện chiếu sáng thì trong 6 tháng đầu năm 2018 sẽ đề nghị lắp đặt khoảng 600 bóng. Và trước Tết Nguyên đán sẽ tập trung đề nghị lắp khoảng 100 bóng. Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, thời gian ngắn, tuy nhiên thì được sự đồng thuận và nhất trí cao của nhân dân thì các công việc triển khai đảm bảo theo tiến độ đấy ra. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất, ngõ ngách được nâng cấp, bổ sung điện chiếu sáng sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, giúp người dân đón một cái Tết đầm ấm vui tươi hơn. Còn tại quận Hải An, 30 tuyến ngõ cần được nâng cấp cải tạo mà quận đăng ký với thành phố trong dịp trước Tết Nguyên đán đã và đang được khởi công xây dựng, góp phần tạo cảnh quan môi trường và chỉnh trang đô thị văn minh hiện đại. Chưa bao giờ không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại các tổ dân phố trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An lại sôi động như thời điểm này. Nhiều tuyến ngõ ngách xuống cấp từ nhiều năm qua gây ngập lụt mỗi khi mùa mưa đến. Nhân dân chưa có điều kiện xây dựng mới, thì nay nhờ chủ trương của thành phố về hỗ trợ xi măng, bà con đồng tình tự nguyện đóng góp kinh phí, mua cát đá và huy động ngày công lao động, xây dựng tuyến ngõ khang trang, sạch đẹp. Và riêng tổ dân phố đây là làm điểm, 11 này là làm điểm 4 ngõ. Đấy, thế được sự đồng thuận của bà con, coi như là bà con rất là phấn khởi, đồng lòng luôn. Cái tuyến ngõ ở trước đây là cứ mưa thì nó lụt bội lên, dân thì nó đi lại nó rất khó khăn. Thế bây giờ thì nhà nước và nhân dân cùng làm thì dân là đóng góp là mỗi một gian tập thể là đóng 1 triệu. Trong dịp này, phường Thành Tô có 2 tuyến ngõ có tổng chiều dài hơn 200m, chiều rộng 3m được nâng cấp, xây dựng mới. Mỗi hộ đóng góp khoảng 1 triệu đồng. Các hộ có điều kiện kinh tế khá, đóng góp nhiều hơn để san sẻ, hỗ trợ cho hộ khó khăn. Niềm vui, niềm hạnh phúc tràn ngập khu phố. Qua rà soát,
trên địa bàn quận Hải An còn hàng trăm tuyến ngõ xuống cấp cần được nâng cấp cải tạo. Do Tết Nguyên đán đang đến gần, hiện quận Hải An đang tập trung chỉ đạo các địa phương ưu tiên xây dựng khoảng 20 ngõ ngách có hệ thống thoát nước tốt, bảo đảm hoàn thành sớm để nhân dân vui Tết đón xuân. Tại khu vực chợ hàng đoạn sát đường Nguyễn Văn Linh, những ngày này thường xuyên xảy ra tình trạng các phương tiện tham gia giao thông dừng đỗ sai quy định trên đường để ghé mua cây cảnh. Tình trạng này nhiều lúc gây ách tắc cho người tham gia giao thông cũng như tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường. Đường 5 là tuyến quốc lộ, có mật độ tham gia giao thông khá cao với các loại phương tiện đi với tốc độ nhanh. Nhiều trường hợp ô tô lạng lách, lấn làn, giành phần đường của xe thô sơ gây ách tắc, tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông, nhất là trong dịp giáp Tết Nguyên đán. Rất cần các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực này. Chuyển sang phần tin thế giới. Để đảm bảo an ninh cho Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 9 tháng 2 tới, chính phủ Hàn Quốc quyết định nâng mức cảnh báo nguy cơ khủng bố bắt đầu từ hôm nay. Theo đó, bắt đầu từ hôm nay, mức cảnh báo nguy cơ khủng bố sẽ được giới chức Hàn Quốc nâng mức từ quan tâm lên mức chú ý và tiếp tục được điều chỉnh nâng lên mức cảnh giác vào ngày 6 tháng 2, tức 3 ngày trước lễ khai mạc Olympic Pyeongchang. Theo cảnh báo nguy cơ khủng bố của Hàn Quốc gồm 5 mức và cảnh giác nằm ở mức số 3. Lực lượng an ninh Hàn Quốc sẽ được điều động tham gia tuần tra tại các sân bay, cảng biển và các địa điểm có nguy cơ bị tấn công khủng bố cao. Ngoài ra, các lực lượng đặc vụ và cảnh vệ cũng được điều động để siết chặt kiểm tra an ninh đối với hoạt động xuất nhập cảnh. Khủng hoảng sữa nhiễm khuẩn đang khiến hãng sữa nổi tiếng của Pháp Lactalis phải trả giá đắt. Trả lời trên tờ báo kinh tế của Pháp, Le Ecos, tổng giám đốc của Lactalis cho biết hãng đã thiệt hại hàng trăm triệu euro vì bê bối trên. Tổng giám đốc của Lactalis Emmanuel Besnier thừa nhận khủng hoảng sữa nhiễm khuẩn khiến các sản phẩm của hãng bị hạn chế xuất khẩu trong thời gian tới, do đó thiệt hại kinh tế là rất lớn. Ngoài ra, ông Besnier cũng cho biết cuộc xét nghiệm cho thấy một nhà máy của hãng tại miền Tây Bắc đất nước có thể đã nhiễm khuẩn từ năm 2005, khiến nhiều trẻ bị ảnh hưởng bởi sữa bẩn từ thời gian này. Trong năm 2017, Lactalis đã phải thu hồi khoảng 12 triệu hộp sữa bột trẻ em tại 83 quốc gia trên thế giới do nghi ngờ nhiễm khuẩn. Nhằm chuẩn bị cho thế hệ trẻ đạt được những thành tích kỳ vọng trên nền bóng đá Trung Quốc, bao gồm đủ năng lực đăng cai tổ chức hoặc tham dự, thậm chí là chiến thắng cúp bóng đá thế giới, Trung Quốc dự kiến sẽ xây dựng thêm 30.000 trường nhằm tăng cường huấn luyện bóng đá trong vòng 7 năm tới. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, từ tháng 7 năm 2017, các chương trình bóng đá đã được mở ra tại hơn 20.000 trường học nước này. Cho năm 2018, giới chức chính phủ sẽ ra hướng dẫn nhằm cải thiện hệ thống huấn luyện hiện tại. Theo đó, các hoạt động huấn luyện ngoại khóa cũng như việc tổ chức các trận đấu bóng trong và ngoài trường học sẽ được tăng cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.